Nếu anh đã thành tâm muốn biết thì tôi sẵn sàng trả lời. Tôi là con gái của Bộ trưởng Bộ An ninh. Bất ngờ lắm đúng không? Nếu như mà anh không tin thì cứ thử đi xác nhận xem nào. Un Chang So, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch An ninh Quốc gia, là cha của tôi. Mà họ nói cái đứa gì thế nhở? Sao lại nói thầm? Chẳng nghe thấy gì cả. Nói to lên cho cả ký túc xá nghe xem nào. Biết rồi thì mau thả họ ra đây. Đừng có mà bất ngờ rồi cười mỉm chi cho đến cười khoái chí dư thế nữa. Thả họ ra đây anh bạn à? Rồi Soho ngẩn ngơ tiến lại gần sát bên Giang Dô, chĩa súng vào chiếc cầm V-Line của Giang Dô và bảo là sau này cô sẽ không có cơ hội được ra ngoài thêm một lần nào nữa đâu. Đừng có mà ở đó giới thiệu info in tư với tôi, làm cho bố của Giang Dô hơi bị buồn. Và bà chị cảnh sát cũng than ngắn thở dài, nếu như con bé Giang Dô này không thèm đi ra ngoài vậy thì chỉ có 9 người được ra ngoài thui mấy bận à. Anh đúng là tên khốn ác Malazada mà, ít nhất thì cũng phải để một người ra ngoài thay tôi chứ. Không bé ơi, có cái nịt, cô nghĩ mình là cái thá gì chứ, cô chỉ là người che đạn thôi. Đồng chí Dô, đưa em gái Giang Dô này ra cửa sổ cho tôi. Tốc độ rồi Giang Dô bị anh trai lọ kia đưa đi, còn bà cô giám sát đâu, mau đi theo tôi. Bà chị bác sĩ thì ghi cái gì đó vào cánh tay, không lo chăm sóc anh trai lầy lọ. Cũng như bà đã thấy thì ở trong này có con gái của Bộ trưởng Bộ An ninh, có vẻ cô khá lo lắng nhỉ. Sao anh lại hỏi như vậy? Bộ trưởng An ninh Quốc gia, nghe nói ông ta có quyền lực đến mức có thể giết bất cứ con chim nào. Giang Dô đã tự tiết lộ thân thế con gái Bộ An ninh sao? Ngay cả khi bị đuổi em ấy cũng không đề cập đến. How to bị đuổi? Em ấy bị phát hiện giấu gián điệp sau đó bị đuổi. Cái gì cơ? Con gái ông giấu gián điệp sao chứ? Còn Giang Dô thì bị Soho cho tắm nắng bên cửa sổ cho đỡ trắng làn da. Bây giờ cậu đã từng nghĩ về cảm giác của Giang Dô chưa? Nếu có thì ít nhất cũng nên thêm một sinh viên được thay thế em ý ra ngoài. Hãy vì người đã liều cả mạng sống để cứu cậu đê. Đây là điều tối thiểu. Tôi đã nói sẽ chỉ có 9 con tin được thả thôi. Ở buổi party overnight tôi chắc chắn đã nhìn thấy biểu cảm của cậu. Liệu đó có phải là diễn không? Cậu lợi dụng Giang Dô một cách triệt để như vậy sao? Im mồm đi bà nội. Ok được rồi, tôi cần đi toilet. Rồi bà cô đi rồi toilet. Soho đứng ở ngoài canh chừng. Rồi anh trai lọ kia đến bảo tình trạng của ông Chun không được bình thường cho lắm. Liệu bác sĩ có đáng tin không? Sau đó Soho giao bà cô giám sát lại cho đồng chí Jo trong chừng. Bà cô trong toilet thì làm trò mèo, lấy bộ đàm đã thủ sẵn cho mình ra liên lạc. Bật lên thì phát ra tiếng động làm anh trai lọ kia nghe thấy. Đang nói chuyện thì anh trai đi vào, bước chân đều bước 1212 đến vị trí của bà cô kiểm tra xem cái điều gì đang xảy ra. Rồi bà cô có vẻ nghe thấy tiếng bước chân của đồng chí Jo nên đem bộ đàm Jo cất, xả nước một cái để không nghe thấy tiếng mình dán keo bộ đàm Jo chân. Rồi anh trai lọ kia đã xác định được vị trí của bà cô, tiến đến gõ cửa thì bà cô cũng đã xong và mở cửa đi ra. Một pha chơi hơi ngu đến từ vị trí của bà cô. Rồi Soho đã trở lại nhà ăn. Bà chị cảnh sát phóng ra hỏi, tôi cần check sự an toàn của đội trưởng của tôi, anh ấy đang ở nơi đâu, cho tôi gặp anh ấy một xíu đê. Tay anh ấy đang bị thương nên là hãy để anh ấy phẫu thuật trước đê. Không bé ơi, có cái nịt nè, hỏng chịu đâu, cho anh ấy phẫu thuật đi mà. Nha nha nha, lầy, cô đang đùa với chúng tôi sao? Dám bảo chúng tôi chữa cho một tên khốn bị bắn à? Hứa với tôi hãy điều trị cho anh ấy nha mấy anh đẹp trai. Cô đang nói về hứa hẹn sau khi đã lừa bọn lầy đến 2 lần sao? Đừng ngại, nếu phải chết vậy thì sẽ bắt đầu từ cô trước, không được thì thôi. Làm gì mà căng dậy anh trai, tình trạng cậu ấy thế nào rồi? Vẫn 38 độ anh trai à? Nào vô đây mà xem lè. Suỵt, hãy keep silent một chút, anh nhìn xem có thấy gì mà tôi đang thấy không anh bạn. Rồi Soho đã thấy những gì mà bác sĩ thấy, lý do là lượng bạch cầu tăng cao do nhiễm trùng. Tôi để cho anh ấy sử dụng thuốc hạ sốt nên chúng ta cần đợi trong vài giờ. Rồi vạch tay ra cho Soho xem những gì mình đã ghi vừa nãy. Soho đã hiểu, vậy thì trong khoảng thời gian đó hãy trông chừng Bộ An ninh cho kỹ, dù sao như vậy cũng tốt hơn đúng không? Vậy thì bắt đầu điều trị theo ý của Bộ An ninh, bắt đầu tự tên đội trưởng. Anh muốn tôi chăm sóc cho một kẻ mà tôi chỉ muốn giết sao? Việc cần làm bây giờ là duy trì niềm tin lẫn nhau. Anh bị dở hơi à? Nói cái điều gì thế? Việc của cậu là chăm sóc em gái kia thật tốt cho tôi. Sau khi mà đi toilet xong thì bà cô trở lại ngồi kế bên chậu cây, giấu chiếc bộ đàm của mình vào trong chậu cây cho khỏi bị phát hiện, chứ giấu trong người mà để mấy anh trai kia biết là ăn cắm ngay. Còn bà chị bác sĩ thì phẫu thuật cho anh trai cảnh sát dưới sự giám sát của anh trai lọ kia. Anh trai lọ kia biến mất, anh trai cảnh sát bảo đưa súng cho anh ta nhưng không kịp đưa thì anh trai lọ kia lại xuất hiện, khá là chú ý đến hành động đáng ngờ của bà chị bác sĩ. Chết nghiện rồi, chị quên mất việc gặp Antonio ở tiệm cà phê Rome vào lúc 5 giờ. Thôi đi bà nội, Antonio gì ở đây, sống chết không lo mà lo việc đấy. Chắc chị chưa biết, chị ấy gặp Antonio để học tiếng Ý, tiếng Anh, tiếng Em đấy. Ôi trời ơi, ngày mai là kiểm tra luật hình sự, họ biết ta đang bị nhốt chứ? Họ sẽ không tổ chức kỳ thi đâu nhỉ? Làm bà chị Moon ok cười nhẹ một cái. U là trời, giờ này còn lo hẹn hò với trả thi cử, mệt mấy bà quá hà. Này bé chấm đi, im mồm đi em ơi. Rồi bà chị bác sĩ đã phẫu thuật xong cho anh trai cảnh sát. Này anh trai, anh bỏ súng xuống được không? Anh không biết công ước Geneva sao? Rồi bà chị thu dọn hành lý, chuẩn bị xách ba lô mà đi. Cô tiêm Pfizer hay Verocell cho ung Chun vậy? Sao cậu ấy không tỉnh lại? Khoan đã, cô hãy dừng tay lại một chút đê. Hình như tôi vừa thấy thấp thoáng cái gì đó lướt qua trong ba lô của cô. Cô tránh ra một bên để tôi kiểm tra xem nào. Rồi anh trai lọ kia ngồi xuống mở ba lô ra check hàng. Lục tìm cẩn thận quả ba lô, xem có gì không? Hình như đã cảm nhận được một thứ gì đó đang giấu bên dưới. Lục lục lọi lọi ra xem thì ối rồi ôi làng nước ơi, ra mà xem có cái gì nè. Còn má nó, đứa nào dám giấu khẩu súng lục ở trong đây thế? Khai mau. Ai là chủ nhân trong hai người, là cô hay là anh ta? Mau nói cho tôi biết, tốc độ các bạn. Ê, rồi anh trai lọ kia tịch thu luôn quả súng tiến lại bên họ, bắt đầu nóng như kem, định đập họ một trận. Này thì giấu với trà diếm với chúng tôi. Rồi bà chị bác sĩ bị anh trai lọ kia giả cho mềm xương, như ông chồng hành hạ bà vợ trong tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa. Lúc này Soho mở bài Cupid Love của Blackpink bằng quả radio của Giang Dô tiến đến, vừa đi vừa phiêu theo nhạc vừa hát. Let's kill this love. Lầy anh trai à, tôi vừa thấy một khẩu súng lục trong ba lô của cô ấy đấy. À, nếu cậu thấy rồi thì thả cô ấy ra đê, rồi chúng ta cùng quẩy theo nhạc lào. Chúng ta đã bị lừa đến 3 lần, nhưng lúc điếu lào anh cũng nói thả ra. Chúng khinh thường chúng ta chỉ vì anh quá mềm yếu. Lần này tôi sẽ không nhân nhượng thêm nữa đâu. Tôi sẽ bắn bỏ miệng cô ta để bọn chúng biết là đang đối đầu với ai. Rồi anh trai lọ kia giơ súng lên chuẩn bị bắn bà chị bác sĩ. Cậu định làm cái trò quái quỷ gì thế hả? Dừng lại ngay cho tôi. Do bà chị bác sĩ hơi bị đẹp nên tay anh trai lọ kia hơi bị run. Bóp còi cái lạc đạn bay trúng quả gương, gương vỡ. Dám lừa tôi à? Là do các người đã ép chúng tôi giết cô ta đấy. Nào đứng lên, diễn lại lần nữa cho họ xem đi nào bà chị ơi. Bắn tỉa đâu? Giết chết thằng khốn cộng sản này ngay lập tức. Mẹ nó, sao lũ khốn lạn đó dám làm hại em yêu của tao? Mẹ kiếp, đi cứu cô ấy ngay. Nếu không cứu được thì tôi sẽ giết hết cả đám các anh, lũ khốn lạn.
rồi Soho đến ngăn cản. Cậu bị điên con mịa ló rồi à? Chúng ta cần cô ta chữa cho ông Chôn. Bỏ ra bạn AI, chúng ta cần dạy cho chúng một bài học nhớ đời ngay bây giờ. Rồi sau đó Soho và đồng chí Jo xảy ra xô xát lớn, đánh lộn qua lại, mà lộn thì lộn, chúng ai thì chúng, không chúng thì thôi. Đánh lộn rớt luôn cái súng lục văng tới chân của Giang Jo. Bình tĩnh đi anh bạn à, chúng ta cần nói chuyện. Rồi sau đó Giang Jo nhặt quả súng lục dưới chân lên định bắn anh trai lọ kia. Anh trai lọ kia định ngừng bắn nhưng lại phải giơ súng lên lại, nhắm vào Giang Jo. Lên luôn anh em AI, xuống làm gì rồi lại phải lên. Rồi Giang Jo lên đạn chuẩn bị bóp còi. Em gái à, bỏ súng xuống đi nào. Anh trai kia còn mẹ già em nhỏ đang trong và còn chưa có gấu nữa đấy. Tha cho anh ấy đi. Địch chưa động thì ta chưa địch, ý lộn ta chưa động, đừng có mạnh động dư thế. Bình tĩnh là mấy anh em, đồng đội của mấy anh vẫn chưa được điều trị và anh ta sẽ chết. Nếu giết bác sĩ, bọn họ sẽ không bao giờ cử thêm một người nào khác đến thay thế nữa. Mấy anh đã bị lừa đến 3 lần, bị lừa thêm mấy chục lần nữa cũng chẳng sao, họ không còn cách nào ngoài việc làm theo lời anh vì anh có thể nổ tung mọi thứ. Còn nữa, để thoát khỏi đây an toàn, anh cũng cần cả phương tiện di chuyển nữa. Đúng không? Đồng chí Jo, bỏ súng xuống ngay lập tức. Trước lý do cực kỳ là thuyết phục đến từ vị trí của anh trai cảnh sát, thì anh trai lọ kia đành cắn răng mà hạ súng xuống, rồi mấy cha nội bắn tỉa bắn một phát làm anh trai lóng trả lại chục phát đạn. Soho thì cướp súng trên tay của Giang Jo nhảy vào đỡ cô ấy xuống nằm dưới sàn, cho khỏi bị trúng đạn, rớt quả máy bay xuống sàn, làm fan khóc thét, giật đùng đùng, dãy đành đạch. Rồi Soho nhảy lên ngăn đồng chí Jo, bảo đừng bắn nữa, lãng phí đạn với cái bọn này. Mọi người nhân cơ hội này chuồng lẹ, bà chị cảnh sát thì cũng nhanh chóng chuồng thôi, tung tăng chạy xuống cầu thang, chạy nhảy khỏi nơi đây. Còn Giang Jo nằm dưới sàn, rãnh rỗi mở quả máy bay ra xem. Dù không nhớ em nhưng anh vẫn muốn được thấy em một lần nữa. Làm Giang Jo hơi bị cảm động muốn gớt nước mắt ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, nửa đêm vỗ gối. Rồi lại ngắm nhìn lên trên về phía mà Soho đang đứng. Soho thì cũng ngắm nhìn xuống dưới về phía Giang Jo đang nằm. Và như thế là hai người ngắm nhìn mặt nhau. Rồi Soho nhìn sang tay của Giang Jo, thì thấy cô ấy đang đọc thư trên quả máy bay, mà ló rớt từ lúc nào cũng đều biết nữa. Thế là Soho cúi xuống tịch thu quả máy bay, rồi vò nát quả máy bay trong lòng bàn tay, làm không ai biết đâu ai hay. Ngại ngùng như con gái mới lớn nhìn sang đồng chí Jo, kéo tay Giang Jo lên, rồi đặt cô ấy lại vị trí cửa sổ để tắm nắng tiếp cho đỡ căng thẳng. Sau đó lên đạn quả AK trả lại cho đồng chí Jo để giả tiếp bà chị bác sĩ như giã gạo. Rồi đứa nào dám tắt nhạc của bố rồi để cạnh cái ấm nước dậy ta, liền nghĩ tới bà chị cảnh sát, kêu bà đi đun nước sôi để pha trà uống mà dám tắt nhạc của người ta, rồi chuồng mất. Lần này là tới số với anh. Rồi bà chị đã chạy nhảy tới của thoát hiểm và tiến hành gỡ bẫy để chuồng ra ngoài. Thì ra mày chọn cái chết. Đang nhanh tay nhanh chân gỡ dây thì Soho kịp đến bảo, mày không hớt được bao con trai, tôi bị không tình yêu. Bỏ tay ra bạn AI, giơ tay lên, vút do hèn sắc. Dù có bắn tôi thì quân tri viện bên ngoài vẫn phá cổng thôi. Cô có biết đây là cái điếu gì không? Nếu tôi nhấn cái nút này, cô và tôi, cả những con tin đều sẽ chết sạch sành xanh. Cô muốn bảo vệ đội trưởng của mình đúng không? Anh ta thậm chí đã bị bắn vì cô. Nếu muốn cứu hắn thì hãy ra ngoài và ngăn đội soát lại. Rồi bà chị mở cửa ra ngoài, lăn 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 mấy vòng cho giãn gân cốt, nhưng mà đều có ai ở đây cả. Soho nhanh chóng khóa của nhốt bà chị cảnh sát ở ngoài rồi gài lại bom. Bà chị nói nhưng đều ai tin cả. Rồi Soho nhanh chóng trở lại vị trí. Ông hứa sẽ đưa bọn tôi trở về an toàn nhưng lại cử soát đến. Này, là nói dối đấy, đặc vụ chúng tôi đã lừa cậu. Nghe đây, trước hết hãy để em yêu của tôi ra. Ha ha, thật là lực cười. Sao ông biết đặc vụ vào đây đã nói dối? Thôi chít miệng lộ hàng rồi. Sao tất cả là dối trá ư? Còn má ló được rồi, lôi ả ta ra ngoài giúp tao đi. Ây da, tao sắp tụt huyết áp nữa rồi mấy đứa. Anh bạn à, đây chắc hẳn lại là hiểu lầm nữa rồi. Tôi đoán các ông đang nghĩ cách giết sạch bọn tôi. Nếu cậu không tin tôi thì hãy kiểm tra lại trách chỉ thị. Thôi ông ấy, ngồi dịch chỉ thị mượt vãi trưởng ra. Lần cuối làm theo hướng dẫn của ông, chúng tôi đã bị bắn khi ra khỏi biên giới. Đó cũng là hiểu lầm luôn đấy chứ tôi có biết gì đâu. Các ông đã đạt được thỏa thuận gì với lãnh đạo Bắc Hàn? Tốt nhất là nên thành thật. Con gái ông còn trong tay tôi. Kiểm tra chỉ thị đi bạn ấy, đừng hỏi nữa. Tôi muốn chúng ta nói rõ ràng trước khi để ông trả giá nhưng không thành. Tôi sẽ sát sanh trong vòng 10 phút nữa. Và cái chết của Sanh Diên đó là hoàn toàn do ông, thế nên hãy chuẩn bị tinh thần cho nó đi. Được rồi, nói tới đây thôi. Bye bye, tôi cúp máy đây. Alo, alo, bật mắc volume loa lên đây mấy anh em AI. Cậu thực sự định giết họ à? Tôi cần làm vậy. Cậu nghĩ ta nên giết ai trước? Cái đứa nào đã gọi chúng ta là tên khốn nạn cộng sản đấy? Không phải nên giết trước sao? Ý cậu là giết Un Giang Jo trước, đúng không? Hợp lý, giết cô ta trước đi. Rồi Soho nhìn xuống dưới bắt đầu giật dây thiết bị nghe lén. Máy nghe lén có vẻ là bị phá con mịa ló rồi ông ấy, không nghe được nữa. Un Giang Jo là con gái bộ trưởng, nên cô ấy là sợi dây cứu sống chúng ta. Rồi sau đó Soho bảo anh em cùng nhau giật dây máy nghe lén hết miệng ra đi anh em ấy, đừng cho mấy tên đặc vụ nghe chúng ta nói nữa. Đang đi ở mà biết có người nghe lén là hết cả không gian riêng tư rồi. Này em gái, em xin quá cho chị xin in tư được không nào? Đang xin in tư Giang Jo mà anh trai lọ kia lại bắt đi đâu? Thiệt là Jo duyên hết sức hà. Ơ kìa, bắt chị ấy đi đâu thế? Soho thì lại vác quả radio của Giang Jo ra mở nhạc Tết cho nó có cảm giác xuân đang về. Và chị bác sĩ được đưa lên phòng Soho để cùng quẩy trên điệu nhạc Tết. Rồi bà chị đi bắt điện thoại, rồi bà chị lại cúp điện thoại. Đồng chí Jogi Okechan, cậu đã không sợ hãi và xứng đáng với huân chương quân sự mà cậu đã nhận được. Tôi được chỉ thị đến đây để đưa mọi người về Bắc Hàn an toàn. Tôi là Kang Trong Gia, trưởng khoa phẫu thuật của trung tâm y tế Hàn Quốc. Tôi còn được biết đến với nickname Mojan Hill một ở đất nước chúng ta. Thôi chết miệng, suýt nữa tôi giết nhầm cao nhân. Tôi đã cố tình kích động cậu để đánh lừa những người khác và đừng lo lắng, không biết không có tội. Rồi phone lại reo, nếu cậu giết bất kỳ học sinh nào, tức là cậu đã làm trái lệnh cấp trên. Chúng tôi sẽ đưa cậu trở về sau 10 ngày, vì vậy hãy check mail ngay bây giờ. Con mẹ ló, tránh ra chỗ khác chơi để bố mày nói chuyện. Được rồi, kiểm tra chúng đi. Con má ló, lại dịch chỉ thị à? Mệt vãi trưởng gia, nhưng mà vì là bà chị sinh nên tôi chấp nhận nha. Xong rồi nè, bà chị AI đã đạt được một thỏa thuận với miền Nam, không được giết bất kỳ con tin nào, bảo đảm sẽ được quay về sau 10 ngày. Liệu chúng ta có thể sống sót sau 10 ngày chứ? Lần trước nhận được lệnh hợp tác, chúng tôi đã suýt chết. Vì thế theo quan điểm của tôi, từ khi nào mà cậu bắt đầu thắc mắc về các mã lệ? Đồng chí Lim Soho, việc bắt cóc giáo sư Han không thành công là do cậu, vì cậu mà đặc vụ của ta bị giết sạch. Nhiệm vụ mới của cậu là sống sót và quay về sau 10 ngày. Hãy ráng mà hoàn thành để bù đắp cho những thất bại của cậu là điều cần làm bây giờ. Ok chị nha, được chua. Rồi anh trai lọ kia đưa bà chị cùng với Soho về lại nhà ăn. Hãy nhìn đi, cậu nên cho Sanh Diên ăn chút gì đó chứ, họ đã không có gì bỏ vào bụng nhiều ngày rồi. Giờ bà muốn ăn đạn không thì bảo.
Thôi được rồi, hãy đi làm cơm lắm cho họ ăn đi. Rồi Soho lại cầm súng tiến đến vị trí của Giang Dô định làm gì nữa đây? Quầy lại đưa Giang Dô tắm lắng bên cửa sổ lửa à? Thôi để em cầu xin anh tha cho Giang Dô của tụi em. Anh làm kiểu này chắc Giang Dô của tụi em đen như cục than quá. Con gái con lứa cành vàng lá ngọc của người ta, ba má thương như trứng hướng như hoa. Anh làm kiểu này chắc không còn ai nhận ra Giang Dô nữa quá. Rồi tối đến, khi bầu trời đã tắt nắng thì Soho mới chịu đưa Giang Dô vào trong nghỉ ngơi. U là trời cho con người ta đứng từ chiều tới giờ. Bộ chân sắt hay gì mà không biết mỏi chân hả má? Tôi là tôi mệt lắm rồi, hết dí súng rồi đầu định bắn người ta, cho người ta đứng tắm nắng từ sáng sớm cho tới chiều tà, rồi mà còn không cho người ta một cái thứ gì bỏ vô bụng hết trơn luôn á chứ. Mệt mỏi thực sự, nếu mà cho người ta ăn cũng phải có tâm một xíu chứ. Có ba cục cơm làm sao mà nhét đủ kẻ răng của tôi đem cho anh biết bao nhiêu là đồ ăn ngon, giờ anh cho tôi có ba cục cơm coi có được không chứ? Nhưng mà sao anh lại giữ chiếc máy bay đó? Lẽ nào anh đến ký túc xá là vì chiếc máy bay giấy đó sao? Tin nóng hổi vừa thổi vừa ăn đê, trong một trận chiến trên biển Tây vào khoảng 22 giờ đêm qua, Un Jang U, con trai của bộ trưởng ANSP, đã bị thương nặng và qua đời. Lúc đầu, người tử trận được thông báo là Kim Son Hun nhưng hóa ra đó là Un Jang U. Điều gây sốc hơn là Lim Soho, kẻ cầm đầu của những gián điệp đã giết Un Jang U, đang bắt các Sanh Diên làm con tin trong ký túc xá đại học Hosu khi chúng tôi phát sóng. Hắn ta đã hoạt động bí mật trên khắp Đông Đức nhưng đã cải trang thành Sanh Diên tốt nghiệp kinh tế tại đại học Berlin và đến Hàn Quốc. Đây là sự thật gây sốc được tiết lộ sau trận hỗn chiến trên biển Tây. Chúng tôi sẽ update các tin mới sau khi có thêm intu. Thôi thế là Soho và Giang Dô chẳng còn anh em cục cưng tình nghĩa xạo kem gì nữa rồi quá. Ok, tập 7 đã hết tại đây. Cùng chờ đợi tập 8 xem liệu Soho và Giang Dô có còn tình nghĩa anh em gì không nhé.